chuyện gì mà làm cho con kinh hoàng đến thế? Sư phụ ơi, con vô tâm làm xa hại một mạng người. Nạn kiếp, nạn tay, tay con nó dúng vào máu, mẫn của thầy đành gửi an mây xa. Sư phụ ơi, công lao 20 năm trời dài vô, con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây. Áo nhà chùa không còn dư đường, thì ba lại này con xin từ tạm giới ân sư. Rời xa thiên nhai từ, giả biệt tiếng kệ lời kinh mãi mãi không còn được nghe mỏ sớm với chuông chiều. Oh,
cháu già.